Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, Chủ nhật ngày 16 tháng 10. Chương trình có những nội dung chính sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt Chủ tịch, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại. Hôm nay, nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2022. Chương trình có phóng sự phản ánh về kết quả công tác kiểm tra, giám sát tại tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua. Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Tuổi trẻ Vĩnh Long chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chiều nay, bão Nessat đã vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines, đi vào khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2022. Sáng nay, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương và 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với Chủ tịch, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ chúc mừng, động viên, chia sẻ với Chủ tịch, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại trong hơn 2 năm phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, đồng thời gửi gắm niềm tin và kỳ vọng đối với các Chủ tịch, Tổng Giám đốc các ngân hàng, mong muốn hệ thống ngân hàng nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Các đại biểu báo cáo tình hình hoạt động của các ngân hàng, thảo luận sôi nổi, phân tích, nhận diện các vấn đề nổi lên, xác định rõ thời cơ, rủi ro, thách thức, đề xuất các định hướng, giải pháp phù hợp, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, đặc biệt là giữ ổn định, an toàn, hiệu quả, bền vững hệ thống ngân hàng trước những biến động từ quốc tế, trong nước. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành ngân hàng. Theo Thủ tướng, những kết quả đạt được 9 tháng năm 2022 và thời gian qua khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống ngân hàng đối với nền kinh tế và an ninh tiền tệ quốc gia. Đặc biệt, các ngân hàng thương mại đã luôn thể hiện trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế và đóng góp lớn vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Trên cơ sở phân tích tình hình hạn chế của ngành ngân hàng, Thủ tướng đề nghị ngành ngân hàng thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm và thời gian tới. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm chủ động linh hoạt, phối hợp đồng bộ nhịp nhàng với các chính sách tài khóa và các chính sách khác để ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đối với các ngân hàng thương mại, Thủ tướng đề nghị tuân thủ pháp luật, tăng cường năng lực quản trị, điều hành, năng lực tài chính, bảo đảm an toàn hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ, chất lượng tín dụng, bảo đảm công khai, minh bạch, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển mạng lưới, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn tín dụng, phát triển hoạt động dịch vụ phi tín dụng, thúc đẩy tín dụng xanh, phát triển kinh tế xanh. Tiếp tục đề cao trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa vì cộng đồng. Đảng, Nhà nước luôn luôn bảo vệ, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp làm đúng pháp luật, tuân thủ hiến pháp, rồi làm giàu một cách chính đáng, minh bạch, hiệu quả cho mình, cho doanh nghiệp, cho xã hội, góp phần đắc lực hiệu quả xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc và ấm no. Nhà nước là luôn luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước để giải quyết các vấn đề liên quan, nhất là những đề xuất kiến nghị của các ngân hàng thương mại, để ngành ngân hàng phát triển lớn mạnh, bền vững và góp phần đắc lực hơn nữa vào xây dựng và phát triển đất nước. Thưa quý vị và các bạn, công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, lãnh đạo mà không kiểm tra, coi như không lãnh đạo.
Vì vậy, những năm qua, công tác kiểm tra giám sát luôn được cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh Vĩnh Long quan tâm và tăng cường thực hiện tốt. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Hôm nay nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của đảng, 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2022, mời quý vị và các bạn xem phóng sự phản ánh về kết quả công tác kiểm tra giám sát tại tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua. Những năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra giám sát trong đảng. Trong đó, ngay từ đầu năm đã kịp thời xây dựng chương trình kế hoạch, chọn đúng đối tượng và đặc biệt là đúng nội dung cần kiểm tra giám sát. Qua đó đã chỉ ra những tồn tại hạn chế và yêu cầu đơn vị được kiểm tra khắc phục, đồng thời tái kiểm tra kết quả khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm tra giám sát. Chi bộ đã thực hiện ngay những cái yêu cầu của ủy ban kiểm tra, ví dụ như là xây dựng bổ sung đầy đủ những cái nội dung trong quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 20-25, rồi khắc phục ngay những cái việc mà cán bộ đảng viên ít tham gia phát biểu tại cuộc họp lệ của chi bộ. Qua cái việc mà kiểm tra giám sát đối với đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy xã thì đã giúp cho đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy xã Tân Hạnh là xây dựng các cái chương trình kiểm tra giám sát là sát với các cái quy định, sát với cái việc là thực tế của địa phương, từ đó mà đưa ra cái chương trình kiểm tra giám sát nó có hiệu quả hơn, nhằm là để từng bước nâng cao cái chất lượng là sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Nhờ sự quan tâm tập trung lãnh đạo của cấp ủy các cấp và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra giám sát ngay từ cơ sở, nên đến nay, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản gần hoàn thành chương trình kế hoạch công tác kiểm tra giám sát của năm 2022. Trong đó, tập trung kiểm tra giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc chấp hành chủ trương của đảng, điều lệ đảng, quy chế làm việc của cấp ủy, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tập trung kiểm tra giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh sai phạm. Nhờ đó đã góp phần phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm. Để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thì trước hết là phải nắm cái tình hình của từng tổ chức đảng, đảng viên để rồi chúng ta có cái sự lựa chọn cái đối tượng, nội dung cũng như lĩnh vực để rồi chúng ta kiểm tra giám sát. Như vậy thì cái công tác kiểm tra giám sát của chúng ta nó sẽ đạt kết quả cao. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sẽ tiếp tục là quán triệt các cái văn bản của Trung ương, nhất là cái quy định số 22 của Ủy ban kiểm tra Trung ương và các hướng dẫn, tập trung kiểm tra có trọng tâm trọng điểm đối với nhiệm vụ công tác kiểm tra, đặc biệt là quý tư sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ công tác kiểm tra của tỉnh cũng như các cái huyện thị. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính tỉnh ủy, tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt kiểm tra giám sát công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua đó, góp phần quan trọng tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17 tháng 10. Chiều nay, đại hội đã khai mạc với sự tham dự của 224 trên 231 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 39.000 đoàn viên và 220.000 thanh niên trong tỉnh. Đến dự đại hội có bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy. Trước khi bước vào đại hội, các đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tại khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, người cộng sản mẫu mực kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Vĩnh Long. Trong phiên làm việc chiều nay của đại hội, các đại biểu được thông qua chương trình quy chế làm việc của đại hội, nghe trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long khóa 10 trình tại đại hội và trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long và văn kiện Đại hội toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027. Báo cáo góp ý tổng kết thực hiện điều lệ đoàn khóa 11 và nội dung đề xuất sửa đổi bổ sung điều lệ đoàn. Đồng thời, thảo luận tổ để bàn các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đoàn cấp cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động của đoàn khối, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, thích nghi với tình hình mới và phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng sinh viên
trong công tác chuyển đổi số giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ các chương trình hành động cách mạng của đoàn sát với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt trên tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ tiếp tục khẳng định được vai trò, góp phần chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội địa phương. Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11. Những ngày qua, tuổi trẻ đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa. Ngoài thăm tặng quà cho gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh thuộc hộ nghèo, xây dựng nhà ở cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Tuổi trẻ đoàn khối còn phối hợp tổ chức đoàn y bác sĩ đến khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân thuộc gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình. Khi mà em được đến chế xã Ngãi Tứ để mà thăm khám và cấp thuốc cho người dân thì em cảm thấy rất là vui, vì mình có thể là mình mang được cái khả năng, cái sự hiểu biết của mình để đem đến cho người dân ở đây có được cái sức khỏe thật là tốt. Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách và để góp phần giúp hộ nghèo, cận nghèo an cư lạc nghiệp trong nhiệm kỳ 2017-2022. Lực lượng đoàn viên thanh niên các đơn vị trong tỉnh đã tích cực vận động xã hội hóa và đóng góp ngày công lao động triển khai xây dựng 315 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, trị giá trên 10 tỷ đồng. Hồi trước thì gia đình của tôi thì cũng cái căn nhà cũng hơi bị sập sệ, được các em sinh viên tình nguyện về hỗ trợ được 40 triệu đồng và ngày công làm thì cũng rất là mừng. Đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng, dù đối mặt với hiểm nguy, song phát huy vai trò tiên phong xung kích của tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã nhanh chóng triển khai các đội hình hỗ trợ giải cứu nông sản cho nông dân, tổ chức gian hàng không đồng, bếp ăn không đồng, chuyến xe không đồng. Thông qua các hoạt động đã vận động được trên 9.200 túi an sinh, tổ chức nấu hơn 100.000 suất cơm miễn phí, trao tặng cho các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Người dân ở các khu cách ly, phong tỏa với tổng giá trị hơn 8,3 tỷ đồng. Thời gian tới thì tỉnh đoàn cùng các cấp bộ đoàn sẽ tập trung hướng về cái cơ sở để làm sao tạo cái động lực cho đoàn viên, hội viên ở cơ sở phát huy được cái vai trò trách nhiệm của mình gắn với việc mà xây dựng nông thôn mới cũng như nông thôn mới nâng cao, huy động các nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội cũng như là tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hướng đến những cái hoàn cảnh khó khăn ở cơ sở, nhất là những trẻ em, học sinh, thanh thiếu nhi mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những kết quả đáng ghi nhận từ phong trào tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, cho thấy các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên, vận động đoàn viên thanh niên sống đẹp, sống có ích. Qua đó, vừa góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội, vừa thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Chương trình tiếp tục với thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu 9 tháng chỉ đạt 2,45 tỷ đô la Mỹ, nhiều khả năng kết thúc năm 2022, ngành rau quả chỉ đạt kim ngạch 3,2 tỷ đô la Mỹ. Trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả Việt Nam chỉ đạt 2,45 tỷ đô la Mỹ, giảm trên 11% so với cùng kỳ năm trước. Ở thời điểm hiện tại, dù 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả sang nhiều thị trường như Mỹ, Nhật Bản, EU đều tăng mạnh, có thị trường tăng tới 100%. Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc giảm mạnh, kéo theo kim ngạch cả năm giảm 10% so với năm 2021. Cũng theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, mặc dù xuất khẩu sang Trung Quốc giảm, nhưng điểm sáng của ngành rau quả năm nay là các doanh nghiệp đã tận dụng tốt các hiệp định thương mại để đưa rau quả xuất khẩu tới những thị trường này. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Vĩnh Long hiện có 118 hợp tác xã. Trong số này có nhiều hợp tác xã hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên hiện nay, không ít hợp tác xã đang gặp khó trong việc tìm đầu ra cho nông sản. Thậm chí hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn VietGAP, nhưng đầu ra cũng bấp bênh. Ông Đặng Thanh Hùng, xã viên hợp tác xã sản xuất rau an toàn Phước Hậu, huyện Long Hồ, đang canh tác 3.000 mét vuông màu. Tùy theo từng thời điểm và nhu cầu thị trường, ông trồng luân phiên đủ các chủng loại như hành lá, rau thơm, ngò rí, cải các loại, vân vân. Ông Hùng cho biết, để sản phẩm đủ điều kiện vào hệ thống siêu thị và các cửa hàng tiện lợi, ông đã đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
Tuy nhiên, đến khi thu hoạch, ông Hùng thường phải tự tìm đầu ra cho sản phẩm. Giá bán phụ thuộc phần lớn vào thương lái. Nguyên nhân do hợp tác xã chưa thể tiêu thụ hết sản lượng rau màu xã Diên. Coi như một công hành thì sản xuất theo tiêu chuẩn bình thường thì khoảng chừng 10 triệu, trên dưới 10 triệu. Còn việc gáp thì nó tăng lên khoảng chừng 20-30% nữa. Cái khó khăn của xã Diên bây giờ nếu đầu tư theo tiêu chuẩn việc gáp thì giá nó cao mà hợp tác xã mua rất ít, thành ra không có tiêu thụ hết của xã Diên. Sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp thì của hợp tác xã đưa ra thì bây giờ hiện tại nông dân cũng xã Diên cũng nhiều nên đầu ra hiện đang nó khó khăn ra dữ lắm, nên đa phần là sẽ bán tự do. Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Phước Hậu hiện có 35 xã Diên với 15 hectare rau màu các loại sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã đưa ra thị trường khoảng 1.000 tấn rau màu các loại. Thông qua các hợp đồng đã ký kết với siêu thị Cấp Mắc Vĩnh Long, Vincom Cần Thơ, Vinber và một số trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, hiện nay, hợp tác xã chỉ tiêu thụ được khoảng 30% sản lượng. 70% còn lại, người dân phải tự tìm đầu ra, nên khá bấp bênh. Trong khi đó, trên 50 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, thì hợp tác xã không tiếp cận được. Khó khăn hiện nay mà sở dĩ hợp tác xã không tiếp cận được các cái chi tờ cái Bách Hóa Xanh hay là những cái cửa hàng tiện lợi hoặc là đó là do cái giá. Thì bây giờ nói chung là chúng tôi là bán qua cái hàng sơ chế bao bì. Từ cái chi phí sản xuất đến cái chi phí sơ chế đóng gói bao bì thì nó phải tăng cái chi phí sản xuất. Nó phải đổi lên cái giá thành. Mà do đó có những cái đơn vị họ so sánh với cái giá thị trường. Thì như vậy là chúng tôi không thể cung cấp được. Giải quyết đầu ra cho nông sản, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh những nỗ lực của các hợp tác xã, rất cần sự hỗ trợ của nhà nước để tạo mối liên kết giữa các hợp tác xã, giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp, thì đầu ra nông sản tại các hợp tác xã mới từng bước được tháo gỡ. Nhằm chung tay vệ sinh môi trường biển, khắc phục ảnh hưởng của bão số 5, ngày 16 tháng 10, Thành đoàn Đà Nẵng đã huy động hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia tổng vệ sinh môi trường biển. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nước lũ đổ về, lượng lớn rác, bèo đã tấp vào bãi biển Đà Nẵng, gây mất mỹ quan. Sáng ngày 16 tháng 10, khoảng 1.300 đoàn viên thanh niên đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường biển tại các bãi biển dọc theo tuyến đường Võ Nguyên Giáp thuộc hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn. Bên cạnh dọn dẹp các bãi biển, các đội thanh niên tình nguyện tại các xã phường của thành phố Đà Nẵng tiếp tục giúp người dân khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ như hỗ trợ khai thông cống rãnh, tổng vệ sinh một số tuyến đường khu dân cư, hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, di chuyển đồ đạc về vị trí ban đầu sau khi nước rút. Theo thông tin từ văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, chiều tối nay 16 tháng 10, các khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra tại các khu đô thị vùng trũng thấp ven sông tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2. Các địa phương cần có các giải pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Tính đến hết ngày 15 tháng 10, mưa lũ đã khiến 3 người thiệt mạng, hơn 29.000 ngôi nhà bị ngập, các thiệt hại khác vẫn đang được rà soát thống kê. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay 16 tháng 10, bão Nessat đã vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines, đi vào khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2022. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 950 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 103 đến 117 km/h, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm.
Đến 16 giờ ngày 17 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 18 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 16. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đề cao vai trò của lương thực đối với sức khỏe con người, Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc đã chọn chủ đề Ngày Lương thực Thế giới 16 tháng 10 năm nay là không ai bị bỏ lại phía sau, sản xuất tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường tốt hơn và cuộc sống tốt hơn. Cũng với tinh thần này, tại Việt Nam, chương trình Nồi Cháo Yêu Thương, một chương trình thiện nguyện với mục đích hỗ trợ dinh dưỡng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đã và đang được nhân rộng tại các cơ sở y tế. Và trước khi kết thúc chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn đến với những hình ảnh từ chương trình Nồi Cháo Yêu Thương tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Người bệnh rất là ấm lòng bởi vì ở toàn những người xa xôi rồi các vùng miền đến đây gọi thì chữa bệnh, thế nên những cái suất ăn như thế này thì mang lên cho người ta rất là kịp thời. Và rất cảm ơn các chú bộ đội đã ủng hộ cho cháu, tình thương cho các bệnh nhân ở đây. Với ý nghĩa tiếp thêm động lực chiến thắng bệnh tật, những phần cháo nóng dinh dưỡng không chỉ giúp người bệnh khỏe hơn mà còn giúp họ cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ cộng đồng. Những hình ảnh từ chương trình Nồi Cháo Yêu Thương cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.